Đây làm gì có cây gạch. Không có cây gạch. Mày dính lên cái nhà mới gỡ cái kia lại, mày dính lên. Trời cá mà dính cá hú nữa. Gỡ cái cây cần câu á con. Tì. Ú. Wow. Chào nhà cái bài. Chào cả nhà. Thì chào cả nhà mình nha. Bữa nay tôi tiếp tục đi câu bè nha cả nhà. Bữa nay vô đánh dần bè ngoài cả nhà. Nhắm dần bè ngoài bè sông luôn. Hôm nay câu dần bè trong không, bữa nay ra bè ngoài thử không bà cô chú ơi. Thì nay tôi đang ra cần chuẩn bị câu cả nhà. Đây như đầu video tôi cũng gửi được chúc tốt lành đến cả nhà mình ha. Chúc bà cô chú anh chị em thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Cả nhà cho em ủng hộ xin một like đăng ký để kênh được phát triển nha cả nhà. Thì hôm nay đi câu bè không biết như thế nào cả nhà. Hôm trước câu bè trong kia thì nó cũng có lý, nhưng hôm nay ra bè ngoài làm thử một trận nha ông bà cô chú ơi. Đây cái khu bè vô câu. Đầu video thì cũng giới thiệu cả nhà mình để ha, chúc cá như vậy cả nhà mình xem mà để vui ra cần ra mồi câu nha cả nhà. Dũng lên hàng nha cả nhà. Bẩn quá. Đếm hả? Thú. Nãy giờ hết biết lâu mới chín được con rồi cả nhà. Thú thì. Ba bè anh đây câu cá ăn yếu xìu. Không có như cái bè anh kia cả nhà, kệ có cá bỏ rộng được rồi. Đây tới chiều còn lâu à. Thôi không lấy kìm để còn lần lấy ra. Hú vui đặng lên cá nữa cả nhà. Tì. Ú. Wow. Quá trời đảo cả nhà ơi. Phải vậy chứ. Cá vỡ đầu hoài luôn. Hú không mà. Ra bè để mồi cám. Này này này, định định ra để thấy sao qua đâu lấy. Hú cả nhà. Cái hú này là ba sao không ba? Hả? Gì hả? Sáng giờ đó cả nhà, chậm sáng giờ mới dính cá nè. Vừa đợi được đứng đứng được cầu tôm, nhưng còn chảy quá tôm cầu không được cả nhà. Chà như thì ông thấy mấy con cá này, ông đèo mấy con cá này sáng giờ. Ngon hết cả nhà. Dạ. Thiệt vời. Để bà vô lấy kìm để gỡ bỏ rộng cái nhà. Lên hàng nha cả nhà. Cái gì mà mài dữ vậy? Đó là dưới bọc. Trời. Đừng có. Ý bự kìa. Ồ con này bự nha. Chú ơi. Rộng bên kia. Đi qua bên kia đi, con qua con lấy kìm cho xách cá về bển đi. Nó ngâm từ nãy giờ ở đây không ăn, mới lượm thả xuống ăn. Nuốt luôn rồi khỉ gì. Cỡ rộng bên đây mà đi đâu quá đó trong thận. Má cái rộng bên đây mà nó không bên kia. Trời cá này đi nữa. Lấy cái kìm. Nãy giờ mình ngâm chừng tiếng đồng hồ không ăn cái ông lại ông thả xuống cái dính. Chán rồi. Không làm như không có viên câu con cá, lòi cá vậy vậy.
cá bự kìa cả nhà. Cá này ký mấy vậy? Chết đã ha. Mình gọng được hai con rồi cả nhà. Mới đưa vô tới. Chừng chừng nữa bè. Đớp liền hả? Dạ không đớp. Đớp ta đụng giật bất ngờ đó còn không biết. Nó bị lớn rồi đó mà nó mài thì ghê không? Nuốt luôn hay gì vậy? Mình toàn ra đây toàn là câu tôm với cá út không rồi cả nhà, có ba chứ không câu cắn cá bự thua. Lấy được câu quá rồi nuốt rồi thôi để gỡ cả nhà. Mày dính nữa cả nhà, mới gỡ con cá kia lại mày dính nữa nè. Trời ơi cá mà kìa, dính cá hú nữa. Rồi cái cây cần câu của con cho mắt ôm nhìn không ăn. Con nữa rồi nó nhảy, mới lên con gì lên con nữa. Ừ. Xe mà đi vô cọ phải không? Hú nữa Vũ ơi. Hú nữa. Qua đây nè mày ơi. Không xuống lội qua. Không không không. Bẻ ngạnh được không? Cá này nhỏ mà. Cá này. Cá này dính cái xe cá hú nữa thôi. Dính chưa? Ăn bá tinh mùi. Dám lắm mày à, dám ăn bá tinh mùi lắm à. Trời nó ăn cái bụng nó trăng bang rồi kìa. Mới được rồi. Hai con lên được. Con tôm con gì nó quýu. Đẹp bạc đắng. Chắc cá út nữa quá. Ngon nha. Ngon chưa. Chưa đâu, còn nước lớn còn đá nữa hả bà. Vô hồ dính cá bự lắm này cả nhà. Mua quần đây quá. Được đó bà. Cái gì? Ở đây làm gì có cái vợt? Không có cái vợt. Trời ơi, Vũ ơi, ta chụp đi. Trời ơi, vụt cái lử ra luôn rồi kìa ba. Trời ơi, đụng mới hên. Để cái câu xuống dưới đó đi. Không quay. Thánh thần ơi, trời ơi, con mua cám để cái vô. Rồi rồi, cái gọng mình làm sao đựng. Dây gì dây xì buộc đó chứ cái gọng mình thua rồi. Để vậy có nhóc kìa. Để chút xíu ra gỡ con cá rồi cả nhà. Cá là cả nhà ơi. Cá này cả chục ký á. Hết con biết rồi Vũ ơi. Cá này dám cả chục thiệt luôn. Trời ơi cả chục ký á. Trời ơi. Cả nhà ơi. Khủng khiếp ơi. Trời con cá. Đi lấy con dây cái cả nhà. Vũ ơi. Cám hả bà? Cám. Nãy giờ nó miết tao hết cái rồi. Trời ơi, cá trời cái tay để lên nó không có nhúc nhích gì tới chứ cả nhà. Không dây gì ta. Kìa, kìa giấy lông thông nhóc chứ kìa. Coi chừng đó nè. À, lấy đi coi cái vậy. Ôi trời con cá, để vô cái sọt cái nó dương lên khúc. Coi có cái mối cuột trên này nè ba, gỡ cái mối cuột cái ra. Trời cá cả nhà. Đủ. Qua lần này là lần thứ tư hả ba? Lụm được con rồi cả nhà. Cũng kiếm cá. Đưa đi kiếm đồ xúc quá, không có bay được cái đoạn ba vô cũng kéo lên. Vô mình.
Cam. Cam. Tụi mẹ tới giờ mới chịu qua đó. Cá kêu mày qua từ nãy giờ tới giờ mày mới chịu bò đầu qua. Ngắm binh. Sổ mang gì, sổ mang gì? Lấy đồ để cắt. Trời cá, trời cả nhà ơi. Cá chục ký, ít biết cá. Ôi ôi đừng dậy, đừng dậy, đừng dậy. Ơi. Ôi vô tắt cam chưa chịu lại cả nhà. Dậy quá dậy. Chuẩn bị về thôi cả nhà ơi. Cá hết ăn rồi. Này coi cũng trúng được emugo rồi cả nhà. À, đây là con Hugo không mời cô chú rồi. Lên con cá pilot được không? Cái gọng luôn ba. Trong gọng bốn cá hú với mấy cá nhỏ nhỏ nữa cả nhà. Này thành quả cũng được rồi, về thôi. Bốn cá hú nữa nè. Con nước lớn vô cá nó không ăn cả nhà. Tính hơi nước lớn câu ngon mà nó không ăn. Thôi. Cái đụng lên câu thôi chứ. Giờ kết thúc video về luôn bà cô chú ơi. Đây nay ngon rồi. Rồi, cả nhà xem ủng hộ hai cho con vui một like một ký để kênh được phát triển không nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. À, đưa cho con này 3 ký nè. Ô, nghĩ câu dính được cá ngon ngon không nè cả nhà. Dính tôm càng nữa nè. Đó, bạn Hiền đưa nè đó. Ủa được rồi. Bắt mấy cá út luôn đi vô. Giờ này về. Đấy cá chết hết ngon rồi. Còn nữa bắt hết luôn đi được gì. Cá nhà. Nhà xem ủng hộ cho một like và đăng ký để kênh được phát triển hơn nha cả nhà. Chào hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha. Bye cả nhà, giờ sắp xếp đồ câu vô về cả nhà ơi. Quá trời được con này đã dậy rồi.